Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là dự án phim ngôn tình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn cố mạng. Từng gây bão màn ảnh nhỏ và nhiều bảng xếp hạng phim truyền hình, yêu em từ cái nhìn đầu tiên trở thành cơn sốt ngôn tình mang tên Dương Dương và Trịnh Sảng. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào như trong cổ tích của đại thần Tiêu Nại và đại mỹ nữ bối Vi Vi đã chiếm trọn trái tim của fan hâm mộ, khiến cho nhiều khán giả xem đi xem lại cũng không thấy chán mới đây thông tin bộ phim sẽ được tiếp tục sản xuất phần 2 đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi vui mừng và háo hức chờ đợi. Dương Dương được cho là sẽ quay trở lại với vai nam chính Tiêu Nại, trong khi đó nữ chính Trịnh Sảng lại khiến cho nhiều khán giả khá lo ngại. Sau khi vướng phải scandal mang thái hộ, cái tên Trịnh Sảng đã chính thức bay màu khỏi giới giải trí hoa ngữ, sự nghiệp bị phong sát hoàn toàn. Chính vì vậy, Chắc chắn Trịnh Sảng sẽ không thể quay trở lại nam nữ chính trong phần 2 của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, vậy cái tên nào sẽ thay thế cô đảm nhận vai trò quan trọng này? Trước đây có nhiều nguồn thông tin cho rằng Trương Tuyết Ngân sẽ là người thay thế Trịnh Sảng trong phần 2 của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Mặc dù không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ, thế nhưng diễn xuất của Trương Tuyết Ngân cũng được coi là khá ổn định và xuất sắc. Đặc biệt là mới đây, khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vài bối vi vi trong phần 2 của yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho cộng đồng mạng được một phen sốt dần và thực sự bùng nổ. Các fan hâm mộ của bộ phim cũng như của cả Dương Dương và Triệu Lệ Dĩnh đều tỏ ra vô cùng vui mừng khôn xiết và hết sức mong ngóng đây sẽ trở thành sự thực. Dương Dương và Triệu Lệ Dĩnh đều là hai gương mặt đình đám của điện ảnh hoa ngữ, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh, từ trước tới nay, Dĩnh Bảo từng hợp tác với rất nhiều nam thần nổi tiếng như Lâm Canh Tân, Trần Vĩ Đình, Lý Dịch Phong, Trường Hàn, Hoắc Kiến Hoa. Phan hâm mộ vẫn luôn mong ngóng có một ngày được nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương một lần hợp tác trên màn ảnh nhỏ. Dù là cổ trang hay ngôn tình hiện đại thì chắc chắn rằng sẽ là một sự kết hợp đỉnh của đỉnh. Vì vậy, thông tin này thật sự là một tín hiệu không thể hạnh phúc hơn. Nếu Triệu Lệ Dĩnh tham gia vào phần 2 của Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên thì đây sẽ là lần thứ hai nữ diễn viên đóng phim được truyền thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn. Sau sự thành công của vai diễn Sam Sam trong Sam Sam đến rồi, kết hợp cùng nam tài tử Trương Hàn, sự trở lại này của Dĩnh Bảo chắc chắn sẽ khiến cho fan hâm mộ cực kỳ mong chờ. Còn về phía Dương Dương, sự trở lại của anh với vai diễn tiêu nại khiến cho fan hâm mộ không thể nói gì thêm vì quá hoàn hảo. Dù chưa rõ thực hư như thế nào, thế nhưng những thông tin này đã tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh ý kiến tỏ ra vui mừng, mong chờ ủng hộ đoàn làm phim tiếp tục sản xuất phần 2 thì cũng có rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều fan hâm mộ lại kiên quyết phản đối việc yêu em từ cái nhìn đầu tiên, sản xuất tiếp phần 2, bởi lẽ cái kết của phần 1 thật sự đã quá hoàn hảo. Một đám cưới ngọt ngào của cặp đôi chính Tiêu Lại và Vi là hoàn mỹ và hài lòng khán giả rồi. Hơn thế nữa, kết thúc này hoàn toàn phù hợp với nguyên tác của nhà văn cố mạng. Vì vậy, không cần vẽ thêm kịch bản cho phần 2 nữa sẽ làm mất đi cái hay và ấn tượng tốt của phần 1 đó là chưa kể đến việc gian cát thay mới trong phần 2 sẽ làm mất đi cảm giác hoài niệm gần gũi đã xây dựng được. Dù chưa có lịch quay chính thức, thế nhưng đây vẫn sẽ là một trong những dự án đang được quan tâm nhất hiện nay. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là bộ phim Thành Xuân vườn trường được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên cực kỳ ăn khách của nhà văn Cố Mạng với sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt quen thuộc như Dương Dương, Trịnh Sảng, Trịnh Nghiệp Thành, Ngưu Tuấn Phong, Mao Hiểu Đồng, Bạch Vũ, Trường Bân Bân. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, chiếm lĩnh nhiều thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng phim hoa ngữ. Đồng thời, đạt được lượt xem, lượt rating rất ấn tượng. Dù đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng dự âm của bộ phim ngôn tình đình đám này vẫn chưa hề giảm nhiệt một ngày nào. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, còn có tên gọi khác là Vivi mỉm cười Khuynh Thành. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn từ trong game đến đời thực của đại thần Tiêu Nại và đại mỹ nữ bối Vivi. Hai người quen biết nhau trong một game online có tựa đề là Thiện nữ u hồn. Sau khi trở thành một oán phụ bị chồng cũ trong game là chân Thủy Vô Hương đá vì không chịu gặp mặt, Lô Vĩ Vivi Tên nhân vật trong game của bối Vi đã được nhất tiếu nại hà, tên nhân vật trong game của tiêu nại hỏi cưới. Cứ như thế, hai người tổ chức đám cưới linh đình có một không hai trong game. Họ cùng kề vài tác chiến, đánh quái thăng cấp, còn trở thành cặp đôi có thứ hạng cao nhất trong thiện nữ u hồn. Sự tâm đầu ý hợp của cả hai đã khiến cho người khác phải phát mê. Thật không thể nhìn ra, nhất tiếu nại hà sớm đã quen biết lô vĩ Vi ngoài đời thật. Trên thực tế, Bối Vivi là hoa khôi xinh đẹp nhất của Đại học Trùng Khánh, khoa Công nghệ Thông tin, thậm chí nhan sắc của cô còn được so sánh ngang hàng với hoa khôi xinh đẹp nhất toàn trường, sở hữu một vóc dáng bốc lửa, bờ môi đỏ như son, mọi góc cạnh đều khiến người ta yêu thích. Bối Vivi trở thành nữ thần trong mắt nam sinh khoa Công nghệ Thông tin cũng như toàn trường, chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến các nam sinh ngất ngây say đắm trong khi đó nam chính tiêu nại ngoài đời cũng không hề kém cạnh là đàn anh khóa trên của bối vi vi được mệnh danh là một thiền tài trong lĩnh vực phần mềm nhắc đến anh cả đại học trùng khánh không ai là không biết đến tiêu nại chính là một nhân vật đẳng cấp phòng vân của khoa công nghệ thông tin nói riêng và đại học trùng khánh nói chung phòng thái tuyệt đỉnh tướng mạo xuất chúng, cộng thêm sự lãnh đạm tiêu sái, không bao giờ gần gũi nữ sắc, khiến cho anh trong mắt nữ sinh giống như một vị thần, một thiên sứ hoàn hảo. Nói đến anh, chỉ cần tóm gọn trong đúng một câu, tiêu nại đứng ở đâu, nơi đó lập tức biến thành phong cảnh. Sau khi kết hôn và có tình cảm ở trong game, cả hai đã gặp mặt ngoài đời thực. Hai nhân vật tầm cỡ yêu đương khiến cho không ít phà nữ gào thét, ghen tị với Vivi, đặc biệt là cô hòa khôi trường mạnh dật nhiên. Không cần một lời tán tỉnh nào, tiêu nại đã chinh phục Vivi ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi sau đó là một đám cưới ngọt ngào và lãng mạn. Đây thật sự là một cái kết viên mãn và hài lòng khán giả. Vậy, nếu sản xuất tiếp phần 2 thì kịch bản sẽ là gì? Nội dung của phần 2 trong yêu em từ cái nhìn đầu tiên dự kiến sẽ xoay quanh cuộc sống của Tiêu Nại và Vi sau khi kết hôn. Rất có thể sẽ là câu chuyện tình yêu của con cái bọn họ. Tiếp tục là một mối tình ngọt ngào và hạnh phúc như cha mẹ. Vì sự thành công quá lớn đã khiến cho nhiều fan hâm mộ không thể thoát ra nổi câu chuyện tình của hai nhân vật chính. Việc nhà sản xuất tiếp tục cho ra phần 2 suy cho cùng chính vì những dư âm quá lớn còn sót lại của bộ phim nên việc muốn phát triển thêm cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sự thực như thế nào thì hãy cùng chờ đợi những động thái mới của nhà sản xuất. Dù sao chúng ta cũng vẫn sẽ ủng hộ sự trở lại của Tiểu Nại và Bối vi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.